Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng ngày 31 tháng 3, chúng tôi đã gửi đến quý vị nội dung Mỹ bất chấp thông lệ quốc tế áp thuế sốc lên nhôm và thép. Thế nhưng không chỉ đối với nhôm, thép mà cũng trong đợt này, Mỹ còn áp thuế chống bán phá giá cao kỷ lục 3,87% đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Ở kỳ xem xét hành chính lần thứ 12, thông tin này đã khiến cho các doanh nghiệp cũng như người nuôi tôm Việt Nam hoang mang suốt thời gian qua. Nếu mức thuế này được áp dụng, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ? Mời quý vị cùng theo dõi 15 phút chuyên đề xuất nhập khẩu tuần này. Trước tiên mời quý vị đến với những thông tin của POR12 qua phóng sự ngay sau đây. Quý vị, theo đại diện của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã có nhầm lẫn đáng kể khi tính toán biên độ thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ ở mức 3,87%. Bộ Thương mại Mỹ DOC đã đưa ra kết luận đánh thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam trong lần xem xét hành chính lần thứ 12 POR12 từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 31 tháng 1 năm 2017 mà DOC đã ban hành cùng ngày. Tức là họ không xem xét hồ sơ của công ty đấy, tại vì họ nói rằng công ty đấy nộp hồ sơ nó không có đầy đủ, nó không có phù hợp hay gì đó chẳng hạn, thì trên cơ sở do đó họ không xem và họ bỏ qua một bên và họ áp dụng một cái mức thuế tính trên cơ sở là mức thuế cho coi như các yếu tố bất lợi có sẵn, giống như một cái hình thức để nó trừng phạt cái công ty này là không nộp hồ sơ đầy đủ, cho nên giờ nó trừng phạt bằng cách áp một mức thuế 3,87 như thế. Và nghiệt ngã hơn nữa là gì? Cái số 3,87 á, nó lại áp tiếp cho những ông còn lại. Đây là mức đề xuất áp thuế cao kỷ lục trong 13 năm tham gia xem xét thuế chống bán phá giá. Bởi vì so với các kỳ xem xét hành chính trước như POR9, công ty Phimet cũng được chọn nhưng hưởng thuế 0%. Trong các kỳ xem xét tiếp theo, POR10, POR11 thì mức thuế cũng chỉ dừng lại ở mức chưa tới 1%. Trên tinh thần tức là gì? Tức là cái mức thuế đấy là mức thuế quá cao, cao hơn hẳn so với cái nationwide. Bởi vì cái nationwide hiện nay nó chỉ có $2.39 thôi. Và cái đó cũng được tính bằng các yếu tố bất lợi có sẵn, nhưng mà nó là tính toán. Còn cái số 3,87 này nó lấy ở đâu đó đem về đây, nó ráp vô phát. Theo đại diện VASEP, mức thuế này là vô lý và có sự nhầm lẫn. Bởi trong giai đoạn xem xét hành chính lần này, chỉ một công ty Phimex được chọn là bị đơn bắt buộc. Thế nhưng, sau khi VASEP xem xét chi tiết hồ sơ của công ty Phimex gửi đi, phát hiện đã có sự nhầm lẫn các hệ số chuyển đổi từ tôm nguyên con sang tôm bóc vỏ bỏ đầu trong chương trình tính toán biên độ, khiến cho kết quả sơ bộ bị sai lệch đáng kể. Nếu hệ số này chuyển đổi được áp dụng chính xác, biên độ bán phá giá của công ty Phimex chỉ là 1,19%. Hoàn toàn có cơ sở tin rằng đã có sự nhầm lẫn trong kết quả biên độ phá giá tính cho Phimex là 3,87%. Xem xét hồ sơ nó là 3,87 và cái lấy cái mức thuế đấy áp cho những ông còn lại thì nó cũng trở thành mức thuế bình quân. Cho nên cái đấy để cho thấy rằng cái sự vô lý và sự coi như là thiếu cơ sở pháp lý của cái việc áp dụng cái đợt này của Mỹ như vậy. Và điều đó khẳng định thêm một điều là gì? Cái chính sách bảo hộ hiện nay nó đang rất là kinh khủng. Những tưởng ngành thủy sản với những lô hàng đầu tiên hồi tháng 1 vừa qua là một tín hiệu đáng mừng trong xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu tôm. Thế nhưng, thông tin áp thuế này đã khiến ngành tôm chưa kịp mừng trước những tín hiệu tích cực của thị trường Mỹ, đã lại phải một lần nữa dấy lên mối lo ngại về thuế chống bán phá giá ở thị trường lớn thứ tư này. Trước những thông tin bất lợi như vậy, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản đã có thông cáo yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ nhanh chóng xem xét lại mức thuế vừa mới công bố đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Thưa quý vị, nếu mức thuế này được áp dụng thì sẽ kéo dài 5 năm và không chỉ doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm vào Mỹ gặp khó mà ngay cả người nuôi tôm cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó thì người trong ngành cũng dự báo nếu mức thuế này được áp dụng, lượng tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ sẽ tiếp tục giảm xuống. Nội dung cụ thể mời quý vị đến với những ghi nhận sau. Mặc dù đây là kết quả sơ bộ chưa được áp dụng, tuy nhiên luồng thông tin này đã tác động không ít đến tâm lý của nhà nhập khẩu Mỹ, khiến họ hoãn các đơn hàng. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất đi cơ hội về thời gian bởi chúng ta phải chờ đợi.
Trong khi đó, thủy sản có một đặc trưng riêng là sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Bởi vậy, mỗi nhà nhập khẩu có một yêu cầu khác nhau. Vậy nên, việc doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ trì hoãn kéo dài thì các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu tổn thất về kho bãi, chất lượng hàng hóa, vận chuyển hoặc luân chuyển đồng vốn. Mỹ nó quy định là cái phải là tương đồng, tức là cái thu mua, cái chế biến, cái vận chuyển, nó giống như là nó quy định thì mới làm được. Cái thứ hai mà nếu khả năng mà đi Mỹ đó, thì tôi biết rằng là cái lực phải có mạnh, nguyên liệu phải nhiều và cái nhà máy chế biến phải đạt cái chuẩn, phải như là một ngày phải đạt 2-3 công hàng, tức là 5-60 tấn thành phẩm mới sức được. Còn nếu như nhà máy mà nhỏ lẻ này, tôi thấy đi Mỹ cũng khó, không thể nào làm được. Bộ Thương mại Mỹ đã tăng mức thuế chống bán phá giá như trên là do họ muốn gây khó khăn cho các công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam. Bởi thực tế, các công ty xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đã phải đặt cọc một khoản tiền ngay khi xuất hàng, và khoản chênh lệch đó do thuế chống bán phá giá tăng lên sẽ được truy thu từ khoản tiền cọc này. Nhưng cho dù nguồn tiền được tính từ đâu cũng khiến giá tôm Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ tăng lên, và như thế sẽ làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam tại thị trường Mỹ so với các nước cùng xuất khẩu khác. Thí dụ hiện nay, giả sử như vấn đề mình sẽ không phải đóng một cái thuế cao như vậy sau cái phán quyết của tòa, thì trên cơ sở mình cũng đã mất cái cơ hội để mình được cái số tiền ký quỹ thấp để mình tiếp tục được xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay. Thí dụ mình nói giả sử nè, giả sử như thực tế tính toán thì rõ ràng cái mức thuế của mình nó là 5 sen. Đáng lẽ tại thời điểm hiện nay thì con số 5 sen đó, thứ nhất là mình sẽ thanh khoản cho những cái lô hàng mình đã xuất, là coi như mình sẽ được rút tiền về. Đó. Thứ hai, mình sẽ được lấy cái mức thuế này để trở thành mức thuế ký quỹ để mà có thể xuất khẩu tiếp, thì coi như là nó thuận lợi. Trong khi đó bây giờ, giả sử như cô phải chờ đến khoảng 2 năm nữa người ta mới ra cái kết quả, hay là 1 năm nữa người ta mới ra cái kết quả phán quyết của tòa rằng mức thuế của ông này là 5 sen. Yêu cầu DOC phải tính lại thế, và DOC cũng đồng ý tính lại nó ra là 5 sen. Thế thì lúc đó thì đương nhiên là mình cũng sẽ được nhận cái tiền thuế về, nhưng mà rõ ràng mình mất hết 5 rồi. Thứ hai nữa là gì? Mình tới lúc đó thì mình mới có được cái cơ hội để mình ký quỹ 5 sen để mình xuất. Nhưng có khi lúc đó đã có một kết quả mới nó đè lên cái kết quả này rồi. Chưa dừng lại ở đó, theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, công ty xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam, cũng nhận định, ngoài việc áp thuế chống bán phá giá cao thì kể từ năm 2018, Mỹ sẽ áp dụng quy định giám sát thủy sản, bắt buộc các nhà nhập khẩu tôm phải thực hiện cấp chứng chỉ ASC và BAP, đồng thời thực hiện việc truy xuất điện tử các chứng chỉ này. Còn đối với các sản phẩm tôm sinh thái, thị trường Mỹ còn yêu cầu phải có thêm các chứng nhận về quy trình nuôi sinh thái. Lúc nào cũng có rào cản, và rào cản thì luôn luôn là dương lên. Đấy, thế nhưng mà cái rào cản thì cũng là thách thức, nhưng mà cũng là cơ hội cho Việt Nam. Tại vì đối với doanh nghiệp Việt Nam thì luôn luôn vươn lên và luôn luôn phấn đấu. Thế nên nếu mà rào cản mà càng cao thì doanh nghiệp Việt Nam lại vượt qua tốt hơn những cái doanh nghiệp các nước khác. Bên cạnh đó, việc áp mức thuế cao sẽ khiến các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tôm xuất khẩu Việt Nam phải hạ chi phí sản xuất, trong đó có việc giảm giá thành nguồn nguyên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người nuôi tôm. Ghi nhận tại các hộ dân nuôi tôm ở tỉnh Bến Tre, trước thông tin khi Mỹ nâng thuế đối với tôm xuất khẩu từ Việt Nam, đều bày tỏ quan ngại về việc thuế tăng sẽ khiến các doanh nghiệp giảm giá nguồn nguyên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến người nuôi tôm. Bởi chi phí bình quân cho một ao tôm 100.000 con trên 1.000 m2 mặt nước phải mất từ 30 đến 40 triệu đồng, và tính như giá hiện tại phải là 120.000 đến 130.000 đồng 1 kg, loại 120 con thì mới có lời. Nếu bị tác động giảm xuống chỉ còn 80 đến 90 ngàn đồng 1 kg, hoặc giảm hơn nữa thì sẽ lỗ vốn. Chính vì vậy, nếu đứng trước áp lực doanh nghiệp phải giảm giá nguồn nguyên liệu đầu vào thì người nuôi tôm cũng lao đao. Con tôm giống 60 ngàn đồng thiên, tức là một con phải 60 đồng mỗi đồng. Bây giờ một con phải là 100 thiên, bây giờ phải từ 100 đến 101. Tôm CP giờ 138 ngàn thiên. Họ giật giá cá hắc nó lên cũng gấp rưỡi không. Thức ăn lúc đầu thì mua 22-23 ngàn ký, bây giờ 3 mấy ngàn ký.
thuốc thủy sản nó bán như là thuốc tây và thuốc trị ung thư. Rối cho một chai là 500-700 ngàn, rối cho một ký là 1,5 triệu. Mà nó phải mà nó rớ nó hết đâu, nó không hết. Mà buộc người ta nóng ruột người ta phải mua cho nó ăn. Mà nó ăn là cũng bỏ. Bây giờ nó chi phí nó cao gấp, nó đội chi phí dữ lắm. Mà giờ nó tôm lại sụp. Khi mà được cái thông tin vậy, rồi cộng lại cái thực tế đó là nó đã làm luôn nữa, thì cái giá thành con tôm này nó sẽ sụt xuống. Sụt xuống tới cái mức độ mà người dân có thể là không thể mà nuôi được, thì buộc là người dân phải nghỉ treo ao. Còn nhưng mà nó sụt tới cái mức độ vừa phải thì người dân cũng còn gượng gạo được. Như thời điểm hiện tại bây giờ so với những cái kỹ thuật với cái bây giờ đó, thì mức giá nối với con thẻ thì khoảng chừng 90 mấy ngàn với 100 ngàn trở lên đó, là người dân là có thể hơi khỏe sống được. So với mức độ đó là mức độ là 100 con ký làm cái mấu chốt. Còn con sú thì nó móc của nó là phải 40 con. 40 con thì con sú 40 con thì nằm ở khung khoảng 120 ngàn thì làm được. Cũng liên quan đến mức thuế chống bán phá giá, năm 2017, lượng xuất khẩu tôm vào Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam đã giảm 7%, chỉ còn 659 triệu đô la Mỹ. Từ thị trường dẫn đầu đã trở thành thị trường đứng thứ tư trong nước nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Chính vì vậy, nếu mức thuế này được áp dụng thì lượng xuất khẩu tôm dự báo vẫn còn giảm xuống trong năm 2018. Đây là một điểm bất lợi cho con tôm Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói xuất khẩu tôm vào Mỹ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Như vậy, để đối phó về trước mắt và lâu dài, các doanh nghiệp cần phải làm gì? Sau đây là ý kiến của các chuyên gia và người trong ngành. Mời quý vị cùng theo dõi. Một là để nâng cao cái chất lượng, và hai là cái số lượng đáp ứng được đủ cái nhu cầu khách hàng. Thì về chất lượng hiện nay, tập đoàn Việt Úc đang hướng đến để xây dựng một cái thương hiệu mà chúng tôi định nghĩa là con tôm hoàn hảo. Thì con tôm hoàn hảo đó mang hai cái yếu tố cốt lõi. Một là truy xuất nguồn gốc, thì chúng tôi truy xuất được cái tôm bố mẹ là từ cái con tôm bố mẹ nào, từ con giống nào, rồi trong quá trình nuôi, thậm chí trong đại giống thì con tôm đã ăn những thức ăn gì hoặc là những cái chất gì đã được đưa vào trong cái ao nuôi, thì chúng tôi truy xuất được hoàn toàn từ cái khâu đầu đến khâu cuối. Thứ hai là về an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Thì trong cái câu chuyện này chúng tôi nhờ cái câu chuyện ứng dụng công nghệ nhà màng, nhờ ứng dụng những cái giải pháp về sinh học thì mình hoàn toàn chủ động, chúng ta tuyệt đối không sử dụng kháng sinh hoặc các cái hóa chất cấm trong quá trình nuôi tôm. Thì như vậy về chất lượng thì gần như mình đã đảm bảo được hai cái yếu tố cơ bản là truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Về sản lượng thì tập đoàn Việt Úc đang hình thành ba cái khu mà chúng tôi định nghĩa là khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao với quy mô bình quân là khoảng 300 ha tại Bạc Liêu, Bình Định và Quảng Ninh. Thì những cái khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao này giúp chúng tôi gần như là chủ động hoàn toàn trong việc sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Nếu mà người ta làm sushi, người ta cần cái size 100 con một ký thì chúng tôi sẽ nuôi đúng 100 con một ký và vớt lên. Nếu mà họ cần cái size là 30 con một ký thì chúng tôi sẽ nuôi được đến size 30 con một ký. Thì cái câu chuyện mà chúng ta sản xuất theo nhu cầu của người dùng nó dần dần trở thành hiện thực khi mà chúng ta chủ động được nhiều hơn về công nghệ. Mình phải yêu cầu phía bên tòa của Hoa Kỳ người ta phải tính, bởi vì cái ông mà thẩm phán của tòa là ông không có liên quan gì tới chính quyền cả.
Ông không phải giống như bộ này hay bộ kia, mà ông là cái người coi như đứng chính giữa. À, ông được bổ nhiệm theo coi như gần như suốt đời. Thế trên cơ sở đó, do đó cũng có thể ít nhất là tin tưởng rằng cái sự khách quan nó sẽ rất là rõ ràng. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.